Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang ở giữa chợ game Phương Trang nha các bạn. Mình đến đây làm video chia sẻ cho các bạn xem về chợ game Phương Trang cơm vàng hạt lép bao ăn. Đó, sáng sớm em Tí đang hôm nay là đứng ca sáng các bạn. Đang giới thiệu chợ game cho khách đây. Giờ đâu có rẻ đâu. Giờ tính khi đến khi Tết năm sau, qua sau. Giờ hết rồi. Đây các bạn, đó, đây là chợ game Mon Thơm mình nha các bạn. Bao lép luôn, bao nhiều cơm luôn cho các bạn. Bao ngọt, bao béo luôn. Đó. Nguyện vô sầu riêng luôn các bạn. Địa chỉ vô sầu riêng Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Đây cho các bạn xem nè. Đó. Quá đã. Đâu nhiều bố đâu á. Ok ok. Rất là nhiều muối luôn các bạn. Cho các bạn xem nè. Trái này năm học. Kỳ quá nghèo luôn á. Mà bây giờ ta trồng sầu riêng nhiều nên đỡ đó. Chứ ngày xưa ăn trái sầu riêng là đắm đuối lắm anh chị. Ai khá lắm mới ăn nổi trái sầu riêng. Còn bây giờ giá nó cũng bình bình hết rồi. Ngày xưa mà em muốn ăn trái sầu riêng là em phải đắn đo em suy nghĩ dữ lắm là mới dám ăn á. Chưa nó mắc. Giờ nhiều ai cũng trồng nhiều nên giá nó cũng mềm. Tí chuột lấy thêm hộp nhỏ các bạn. Các bạn nhìn xem cái muối nó bự à. Rồi hết hộp nhỏ luôn. Đó. Bíp. Dạ. Không có việc làm nó quay vui. Cắt luôn. Chị gái lấy hai trái loại 80k nha các bạn. Khách tới luôn các bạn. Đó. Đấy. Đó, này nè. Dẻo cơm.
Loại em tí đang khui là loại 2 các bạn. Loại này 80k. Thái mông thon. À, nè các bạn, bà con tính mua sầu riêng. Con để lên coi. Trên bàn hả? Rồi đến nhìn coi. Ok. Con qua đây luôn đi. Ừ, qua liền. Anh nhìn điện thoại chưa? Cái này là lò chị lấy loại 40 hả? 40 nó không ngon bằng 80, chị lên 80 ăn nó ngon hơn. Bao ăn luôn, khui ra ăn tại chỗ 80 nè. À, chị gái mua thêm loại 40 thử đó chị. À, này là môn thon nha các bạn. Siêu lép. Cái này mới chín tới các bạn. Đang coi luôn á, cái điện thoại, cái máy quay đây chứ có một mắt nhìn bên điện thoại á. À, các bạn, đó, cơm nó siêu dày luôn. Thử đi, không bự nè. Không luôn. Ôi, khách tới luôn. Đây rồi, ngon rồi đây. Trung tâm không ngon thôi. Cái hàng giá nó cao, phải ngon thôi. Cái hàng rẻ giá, rẻ bán nó ngon. Đợi xíu nha chú, chứ anh. À, nhìn vô được, mình không muốn nha. Trời trời, bán hàng, cái người ta có khác gì đâu, coi, muốn gì là không muốn. Đây, khách tới luôn các bạn. À. Dạ. Loại 80 còn cái lỗ bên kia đó cô, còn bên kia là 40. 40 thì còn 6 mua về 2 nha. Cái này là mới chín tới ăn giòn luôn các bạn. Vỏ mỏng lét luôn là chị. Ăn chín quá có mùi. Quá mỏng vỏ luôn á. Quá đã. Vỏ mà giấy lợi cơm lắm. Nhẹ ký mà là muốn nhiều đó. Không mua cái hàng mà nó dày vỏ hả, nặng ký. Ít cuối. Số như 3 ký mà nó lên tới 3 ký rưỡi đó, cái vỏ không á. Nhẹ nhẹ. Muối nó cuộn nhìn đã. Dạ, Sài Gòn Food ạ. Có nhiều người khoái coi khui lắm. À, mỗi nhiều người bị ghiền, chỉ nhìn coi khui thôi là bị ghiền luôn á.
Ơi trời ơi. Cháy nó hay chị gáy thử luôn. Có ăn đâu. Quá mất mùi. Mùi vị đâu ăn. Mới chín tới là nó giòn nó ngon. Dạ. Nhưng mà nó khó khui. Khui hơi khó chút xíu. Dạ. Chín hả chị? Quá mất mùi nha. Nó được cái vỏ bọc của nó giòn. Dạ. Nó nhão như cái này. Đúng rồi. Cái này để tối mai nó nhão nhét luôn. Cháo luôn. Bán rồi mình tự lấy sao? Dạ, bán mắt hạ đi. Cái này cắt già nè, lên cho chín từ từ. Cái này nè. Dạ. Không kịp thì mình tự lấy sao? Cái bán là gì? Không kịp hết. Bán cái này không kịp. Bất kỳ nào không kịp, từ khi giờ mưa luôn.